Các bạn đang nghe truyện tu tiên bất bại, chia đều vạn vật trên kênh TV Audio CV. Chương 222, Vạn dặm truyền niệm thuật. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Sau khi lão tổ phan gia nhận được câu trả lời của Lý Chu Quân, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra phan gia vẫn là bá chủ lăng định thành. Chỉ là lần này trở về, nhất định phải dặn dò hậu bối trong gia tộc thu mình lại một chút. Lần này gặp được Lý Thái Thượng dễ nói chuyện, nhưng nếu lần này phan vĩnh ngôn treo chọc đến là hỏa phong sơn chủ của đạo thiên tông chỉ sợ toàn bộ lăng định thành đều sẽ bị hắn dùng để trút giận lão phu cáo lui lão tổ phan gia thu hồi cành mận gai chắp tay nói với lý chu quân sau đó xoay người bước vào trong hư không nhanh chóng rời khỏi nơi này tuy nói lý chu quân nhìn như nho nhã hiền hòa nhưng khi lão tổ phan gia đối mặt với lý chu quân mồ hôi vẫn ướt đẫm giang tiêu bạch thu hết thảy vào đáy mắt thực lực, đây là thực lực, khi ngươi có thực lực, bối cảnh cường đại, cho dù giết người của đối phương, đối phương không chỉ không báo thù, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì ngươi không giận chó đánh mèo lên đối phương. Nói đơn giản, sau khi ngươi có thực lực, làm đúng hay làm sai cũng là đúng, Lý Chu Quân nhìn thoáng qua Giang Tiêu Bạch đang giấy lên hùng tâm tráng trí, nói, biết vì sao vi sư không diệt phan gia, liệt viêm tông không, đệ tử không biết. Giang Tiêu Bạch lắc đầu. Lý Chu Quân cười nói, Phan Gia, liệt viêm tông đều ở biên cảnh Thanh Châu, gần sát biển. Trong tông môn, gia tộc của bọn họ, có không ít người thường xuyên tranh đấu với hải tộc, thậm chí vì thế mà mất mạng. Có lẽ bọn họ chém giết với hải tộc cũng là vì muốn tăng cao tu vi, đạt được bảo vật, nhưng bọn họ đã tranh thủ được bình an cho Thanh Châu, đây là sự thật không thể xóa nhòa. Giết ba người Phan Vĩnh Ngôn, Đinh Xuân Trúc, Đinh Lương Quý, là chúng ta có lý, bọn họ có lỗi, nhưng nếu trực tiếp tiêu diệt hai phe thế lực này, chỉ sợ sẽ khiến chúng sinh thanh châu thất vọng đau khổ ngươi hãy nhớ kỹ lời vi sư nói thực lực không phải dùng để bắt nạt nhỏ yếu biểu lộ rõ ràng sự cường đại của chính mình mà là dùng để bảo vệ tôn nghiêm của mình bảo vệ người đáng giá bảo vệ nếu ngươi vì theo đuổi thực lực mà mất đánh mất bản thân ở trong vết chóc vậy ngươi còn là ngươi sao đệ tử thụ giáo giang tiêu bạch đứng dậy chắp tay cúi đầu với lý chu quân ừm lý chu quân gật đầu đúng rồi sư phụ gần đây ta thường xuyên đi lại ở biên cảnh Thanh Châu, phát hiện ra rất nhiều hải tộc lên bờ, có kẻ ẩn vào sơn lâm, có kẻ muốn vào thành, lại bị kính chiếu yêu trong tay thủ vệ chiếu ra chân thân, tán thân tại chỗ. Giang Tiêu Bạch tự hồ nghĩ tới điều gì, nói với Lý Chu Quân. Ồ! Lại có việc này. Lý Chu Quân nhíu mày. Tuy bản thân hắn không sợ hãi, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của Thanh Châu, hắn cũng không dám sơ suất. Dù sao chuyện liên quan đến an nguy của Thanh Châu, Đạo Thiên Tông không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa trong hải tộc cũng có tồn tại cấp chân tiên. Xem ra việc này phải báo cho chân vân lão Sơn chủ một tiếng, cũng tiện đưa ra kế sách ứng đối. Đúng vậy, chuyện như vậy, mỗi ngày đều phát sinh. Giang tiêu bạch đáp, ta còn có mấy bộ công pháp, là lấy ra từ trên người hải tộc, hoặc nhìn như là vật cường giả nhân tộc lưu lại, bị bọn hắn nhặt được. Được rồi, việc này vi sư đã biết được. Lý Chu Quân nói, sau đó hắn cười hỏi, có nguyện ý về đạo thiên tông tu hành không, không sư phụ, ta vẫn thích vào nam ra bắc. Trên mặt giang tiêu bạch lộ ra nụ cười ngây ngô, sờ lên óc nói. Tốc độ tu luyện của hắn hiện tại cũng không kém đệ tử tu hành trong đạo thiên tông, thậm chí còn nhanh hơn mấy phần. Cũng tốt, trong mấy đệ tử của vi sư, người vi sư yên tâm nhất chính là ngươi. Lý Chu Quân cười vỗ vỗ bả vai Giang Tiêu Bạch. Ha ha! Được sư phụ khích lệ, Giang Tiêu Bạch cười như đứa bé được cho kẹo. Cùng lúc đó, Lý Chu Quân cong ngón tay búng ra, một đạo thần niệm hóa thành lưu quang, độn về phía đạo Thiên Tông. Đạo thần niệm này ẩn chứa tin tức ở nơi này. Đây là vạn dặm truyền niệm thuật, đợi tu vi của ngươi đủ rồi, không cần học tập, tự nhiên sẽ biết. Lý Chu Quân nhìn Giang Tiêu Bạch tò mò, cười nói. Cùng lúc đó, tại Hải Vực, vài đạo thần niệm cường đại tụ tập cùng một chỗ bắt đầu trò chuyện. Ngao Vũ, đoạn thời gian trước trên Thanh Châu xuất hiện khí tức chân tiên cửu phẩm, đừng nói cho ta ngươi không biết, Lão Phu thiếu chút nữa mắt lừa ngươi, e là lên Thanh Châu sẽ thành một nồi vương bác thang, e là bảo vật trân quý nhiều năm của Lão Phu đã rơi hết vào tay ngươi rồi nhỉ. Đà Hải yêu tôn rùa đen vạn năm thành tinh, phẫn nộ vô cùng chất vấn Ngao Vũ giờ phút này lão mới cảm thấy nghĩ mà sợ may mắn mình còn chưa đi lên bờ ngay ngao vũ cười nhạo nói ha ha có lẽ vận khí của ta tương đối tốt ai biết được trước khi bản tọa bế quan đã phái thủ hạ không ngừng trà trộn vào thanh châu vừa xuất quan các ngươi đã nói cho ta biết trên thanh châu có chân tiên cửu phẩm tộc trưởng giao nhân tộc cả giận nói nếu không phải người lên bờ là đám tôn cá tinh kia mà không phải tộc nhân của mình giờ phút này lão đã chuẩn bị lật bàn không chơi nữa nhốn nháo cái gì tính toán ngày tháng vị tồn tại kia cũng nên thức tỉnh trong trăm năm gần đây đến lúc đó cho dù thanh châu có chân tiên cửu phẩm cũng có thể đấu một trận quyển hải yêu tôn thủy thảo thành tinh quát lớn trong lòng có chút tiếc nuối nếu không có chân tiên cửu phẩm đột nhiên xuất hiện nói không chừng hiện tại lão đã thành công giết chết những lão gia hỏa này còn có ngao vũ sau đó phi thăng tiên giới vị kia chẳng lẽ là ngao vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kích động gã nghe nói vị kia là đồng tộc của mình đáng tiếc khi gã thành tiên vị kia đã tiến vào ngủ say mấy vị đại năng hải tộc nghe thấy lời của quyển hải yêu tôn thì đều im lặng vị kia xác thực cường đại lúc bế quan đã chính là chân tiên cửu phẩm hơn nửa vạn năm trước nếu không có vị kia ra tay mấy vị chân tiên hải tộc bọn hắn đều đã chết ở trong tay hai vị đệ tử đời thứ hai của đạo thiên tông bên phía ta còn tiếp tục phái người lên bờ không tộc trưởng giao nhân tộc ồn ồn hỏi quyển hải yêu tôn nói đương nhiên vẫn tiếp tục phái người lên bờ đến lúc đó vị đại nhân kia tỉnh lại hải tộc chúng ta cũng sẽ lên bờ dù sao người chết cũng không phải tộc nhân giao nhân tộc ngươi chỉ là chút tôn tép thối tha mà thôi ngươi đau lòng cái gì ta biết rồi tộc trưởng giao nhân tộc đáp ngay khi hải tộc đang nói chuyện với nhau tại đạo thiên tông Thái Thượng Điện. Lúc này chân vân tử cũng đã nhận được tin tức của Lý Chu Quân. Chân vân tử lập tức cao mày. Chân vân Thái Thượng trưởng lão, sao vậy? Phần sơn chân quân thấy chân vân tử cao mày, không kìm được lên tiếng hỏi. Dù sao lấy tu vi của chân vân tử, hiếm có chuyện gì có thể khiến lão động dung như vậy. Hải tộc đang làm chút chuyện nhỏ, ta hoài nghi vị trí tôn hải tộc kia sắp thức tỉnh. Chân vân tử thở dài nói. Chí tôn hải tộc là đầu hắc long có thần vị hải thần kia sao sắc mặt của phần sơn chân quân cũng dần trở nên khó coi không sai chân vân tử gật gật đầu nói sắc mặt nghiêm trọng nếu là hắc long thức tỉnh có được thần vị hải thần thực lực hiện tại chỉ sợ đã bước vào nửa bước thiên tiên mặc dù đạo thiên tông chúng ta nội tình hùng hậu hiện có ba vị chân tiên cửu phẩm đỉnh cấp tọa trấn không e ngại đối phương nhưng nếu giao chiến cũng nhất định là đạo thiên tông chúng ta rơi vào hạ phong trừ phi đạo thiên tông chúng ta xin giúp đỡ từ tiên giới. Nhưng không đến mức vạn bất đắc dĩ, ngươi đừng cầu xin tiên giới giúp đỡ thì tốt hơn. Dù sao một tông môn gặp phải trắc trở, điều đầu tiên nghĩ không phải nên ứng đối ra sao mà là đi xin giúp đỡ, vậy còn xứng với một tông môn mạnh mẽ sao, hơn nữa lai lịch của hắc Long kia cũng không đơn giản, nếu không, ngay từ lúc đối phương là chân tiên cửu phẩm, hai vị lão tổ đã dệt yên hải tộc. Ừm, chân vân thái thượng trưởng lão nói có lý. Phần sơn chân quân gật đầu tán đồng, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, hỏi, tin tức này truyền đến từ đâu, là chu quân, hiện tại hắn đang ở biên cảnh Thanh Châu. Chân vân tự nói, khít hà, mau bảo tên tiểu tử này trở về, nếu hắc long kia thật sự đã thức tỉnh, chẳng phải tên tiểu tử này đang gặp nguy hiểm sao? Phần sơn chân quân cả kinh nói, đây là hậu bối đắc ý của vân cư sơn ta, ta có thể không quan tâm sao? vừa rồi lão phu đã đưa tin bảo hắn trở về rồi. Chân vân tử trừng mắt nhìn phần sơn chân quân nói. Cũng đúng. Phần sơn chân quân xấu hổ cười một tiếng nói. Đây thật đúng là hoàng thượng không vội thái giám vội. Nếu Lý Chu Quân thật sự gặp chuyện không may ở biên cảnh Thanh Châu, phỏng chừng chân vân tử cho dù liều mạng, cũng phải khiến hải tộc trả giá lớn. Vừa nghĩ tới Lý Chu Quân thiên phú có một không hai trong cùng thế hệ, phần sơn chân quân ghen tị phát cuồng lão cảm thấy chờ sau khi tên tiểu tử liễu viêm kia xuất quan, mình nhất định phải đích thân thúc giục hắn tu luyện ở bên kia. Lúc này Lý Chu Quân cũng không vội vã rời đi, mà là đi theo Giang Tiêu Bạch, đến đến chỗ Giang Tiêu Bạch nghỉ chân. Nơi này là một sơn động được quét tước sạch sẽ vô cùng. Lý Chu Quân nhìn sơn động này, kinh ngạc nói, mấy ngày nay, ngươi ở lại đây, đúng vậy sư phụ, gần đây còn rất nhiều yêu thú, ta thường xuyên tìm chúng ma luyện bản thân, có vài hải tộc cũng trốn ở chỗ này. Giang tiêu bạch sờ lên óc, cười ngây ngô nói. Thì ra là thế. Lý Chu Quân cảm khái, không hổ là thiên vận chi tử. Sư phụ, sao ngươi lại đột nhiên đến biên cảnh Thanh Châu? Lúc này Giang Tiêu Bạch hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là tới thăm ngươi. Lý Chu Quân cười đi tới bên cạnh một tảng đá trong sơn động, ngồi xuống. Giang Tiêu Bạch nghe vậy, lập tức lệ nóng doanh trồng. Quả nhiên, sư phụ vẫn yêu thương mình. Sư phụ, ta đi bắt mấy con thú rừng về cho người nếm thử tay nghề của ta." Giang Tiêu Bạch nói. "Đi đi." Lý Chu Quân gật gật đầu. Sau khi Giang Tiêu Bạch rời đi, một đạo lưu quang bay vào sơn động, bay tới bên cạnh Lý Chu Quân. Lý Chu Quân đưa tay tiếp lấy lưu quang. Giọng nói của Chân Vân Tử truyền đến. "Điên cảnh Thanh Châu rất nguy hiểm." nhanh chóng về đạo Thiên Tông Tinh, kiểm tra được hải tộc trục trịch hệ thống tuyên bố nhiệm vụ để 5 vị chân tiên hải tộc thượng thừa trở lên ký hiệp ước vạn năm không thể xâm phạm Thanh Châu người ký kết càng nhiều phần thưởng ký chủ nhận được càng phong phú Tinh, hệ thống phát ra đạo cụ nhiệm vụ thiên đạo thể ngôn chỉ ký chủ có thể rút ra thiên đạo thể ngôn chỉ bất cứ lúc nào thiên đạo thể ngôn chỉ chỉ dùng lực lượng thiên đạo làm giấy nếu người ký tên vi phạm lời thề sẽ hình thần câu diệt tại chỗ ngay khi chân vân tử dứt lời giọng nói của hệ thống cũng vang lên lấy lực lượng thiên đạo làm giấy hai mắt lý chu quân lộ ra vẻ khiếp sợ hệ thống không phải ngươi là lấy thiên đạo của thiên nguyên giới tin đúng vậy thiên đạo của thiên nguyên giới nho nhỏ hỏi nó mượn chút lực lượng thiên đạo không có vấn đề gì chứ nó hẳn nên cảm thấy vinh hạnh trâu bò Lý Chu Quân hít vào một hơi thật sâu. Dường như nghĩ tới điều gì, Lý Chu Quân nói, không phải chứ, hệ thống, ta chỉ là một độ kiếp, cho dù có năng lực 50-50, nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang một chân tiên thượng thừa mà thôi. Vạn nhất đối phương hợp công, không phải ta sẽ chết sao? Tinh, nhỏ, cách cục nhỏ bé, cái gọi là vạn vật thế gian, chính là chỉ bất cứ sự vật gì. Tuy nói khi ký chủ đối mặt với nguy hiểm cường đại, Năng lực sẽ tự động mở ra trong nháy mắt, nhưng ký chủ cũng có thể tự mình khống chế năng lực mở 5 năm, chỉ cần ngươi vận chuyển năng lực mở 5 năm, dù là một đám người vây đánh ngươi, ngươi cũng có thể đánh ngang tay với một đám người. Nếu như bên trong có chân tiên cao phẩm, ngươi trực tiếp đánh ngang với chân tiên cao phẩm, dư uy liền có thể đánh chết những chân tiên thấp phẩm kia, ký chủ hãy mở rộng cách cục một chút đi. Đi theo ký chủ như ngươi, hệ thống ta thật sự rất mất mặt. Lý Chu Quân cùng lúc đó, Giang Tiêu Bạch đã mang theo một con gà rừng, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng trở về sơn động. "Sư phụ, ta vừa đi ra ngoài đã bắt được một con gà." Giang Tiêu Bạch hưng phấn nói. "Nấu nước, nhổ lông." Lý Chu Quân nhếch miệng cười. "Vâng." Giang Tiêu Bạch đáp. Một hồi lâu sau, trên hai mảnh lá cây chất đầy xương gà. "Sư phụ, tay nghề của ta thế nào? Giang tiêu bạch tươi cười tranh công nói. Không sai, so với đại sư tỷ của ngươi tốt hơn không ít. Lý Chu Quân gật đầu nói, sau đó đứng lên. Sư phụ, ngươi phải đi sao? Giang tiêu bạch ngây ra, trong lòng tràn ngập lưu luyến. Gần đây hải tộc làm loạn quá, vi sư chuẩn bị đi một chuyến đến hải tộc, để bọn hắn yên tĩnh một chút. Lý Chu Quân cười nói. Hả? Giang tiêu bạch trợn to hai mắt, nhưng lập tức nghĩ đến, sư phụ mình là cường giả tiên quân, một hải tộc nho nhỏ, đoán chừng ngay cả một đầu ngón tay của sư phụ lão nhân gia cũng không chống đỡ nổi. Chăm chỉ tu luyện, tranh thủ trong vòng trăm năm phi thăng tiên giới, ngàn vạn lần đừng làm mất mặt vi sư. Lý Chu Quân cười tủm tỉm nói, "Sư phụ yên tâm." Giang Tiêu Bạch kiên định gật đầu nói, "Được rồi, vi sư chờ uống rượu mừng của ngươi." Lý Chu Quân cười ha ha nói, nhưng Giang Tiêu Ngư chớp mắt một cái. Lý Chu Quân đã biến mất trong hang động. Sư phụ yên tâm, đồ nhi tất sẽ không làm lão nhân gia mất mặt. Nhìn sơn động trống rỗng, Giang Tiêu Bạch nắm chặt nắm đấm, như uống tiếp gà nói. Cùng lúc đó, Lý Chu Quân đã đứng trong hư không, cúi đầu quan sát biển rộng mênh mông vô bờ. Biển rộng sóng cả mãnh liệt, tựa như một con cự thú biết nuốt người, mỗi giờ mỗi khắc đều đang gào thét. Hải tộc sao, Lý mổ đến đây. Lý Chu Quân nhếch miệng cười, ngay sau đó lao đầu xuống biển. Theo Lý Chu Quân lao vào trong biển, nước biển lại không làm ướt áo của hắn, mà chỉ cách một chút, không thể tiến thêm. Hệ thống, cho ta tọa độ chân tiên thượng thừa. Lý Chu Quân cười nói. Tinh, đi về phía trước một ngàn dặm, trẻ phải ba ngàn dặm là có thể gặp một vị chân tiên thất phẩm hải tộc, nhận được tọa độ hệ thống cho, Lý Chu Quân không chút do dự, trực tiếp xông thẳng tới đó. Trên đường gặp phải tinh quái thủy tộc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Lý Chu Quân đã biến mất trước mắt bọn chúng. Vừa rồi hình như ta cảm thấy có thứ gì đó đi qua. Long Hà tinh quái sững sờ nói. Đầu Long Hà tinh quái này, chính là thân tính của Đà Hải Yêu Tôn, cũng chính là người bị ngao vũ suối dục, tên là Hà Lão Tam. Niềm ngư tinh quái bên cạnh cười nhạo nói, Hà Lão Tam, đã bảo tên tiểu tử ngươi không nên thường xuyên đi tìm những bạn tin kia. Hiện tại thì tốt rồi, mắc mờ cả rồi, nơi đây là địa bàn của đà hải lão tổ, ai dám tới đây làm càng. E là không muốn sống nữa. Nói cũng đúng, lão nhân gia đà hải lão tổ ở đây, sẽ không có ai dám tới đây làm càng. Long Hà tinh tán thành gật đầu, sau đó hắn phản ứng lại, cả giận nói, ai mắc mờ ngươi mới mắc mờ ngay khi hà lão tam và niêm ngư đang nói chuyện với nhau lý chu quân đã đi tới trước một vực sâu nhìn xuống vực sâu này giống như một con cự thú há miệng sâu không thấy đấy lý chu quân ở lối vào vực sâu này tựa như một hạt bụi người đến là ai đột nhiên một giọng nói già nua truyền ra từ trong vực sâu tựa như từng trận thiên lôi khiến người ta tê cả da đầu sẩn tóc gáy đạo thiên tông lý chu quân dưới luồng khí tức kinh khủng này thanh sa mặt lý chu quân lại bay phần phật khí tràn không kém chút nào đạo thiên tông lý chu quân giọng nói già nua vừa giận vừa sợ sau một khắc nước biển nơi này cuồn cuộn đất trung núi chuyển một cái đầu rùa khổng lồ vươn ra từ trong vực sâu chiếm một phần năm cửa vào vực sâu lão quy có hai con mắt to lớn như ngọn núi một con mắt trong đó đã xám xịt hiển nhiên đã mù mà con mắt còn lại lại sáng người hữu thần nhìn Lý Chu quân nhỏ bé như con kiến trước mặt. Ngươi chính là Lý Chu đã đánh cho thôn hải yêu tôn chạy trối chết. Lão Quy mở miệng lớn, phát ra âm thanh như sấm rền, hỏi thăm Lý Chu quân. Đúng vậy. Lý Chu quân đối mặt với Lão Quy vạn năm tựa như thần linh đầu đội trời chân đạp đất phía trước, khẽ cười một tiếng nói. Ngươi có biết Lão Tổ ta là ai không? Trên mặt Lão Quy nở nụ cười mỉa mai lão không thể nào ngờ được lý chu quân chân tiên ngũ phẩm này lại dám tự mình đưa tới cửa đương nhiên biết nếu ta đoán không sai ngươi chính là đà hải yêu tôn con mắt của ngươi cũng là do nhị đại lão tổ của đạo thiên tông chúng ta làm mù lý chu quân bình tĩnh nói thì ra là ngươi đều biết lão quy gật đầu nói sau đó sắc mặt lão dần dần âm trầm lão tổ còn chưa tìm đạo thiên tông các ngươi báo thù ngươi đã dám tự đưa tới cửa tìm chết lý mổ xuống đây không phải là muốn chết lý chu quân cười nói ta là mang hòa bình đến cho hải tộc và nhân tộc mang đến hòa bình cuồng vọng lão quy nghe vậy quát lớn hải tộc và nhân tộc đã có thù hận từ lâu làm sao có thể dựa vào vài lời nói mà dập tắt ngọn lửa chiến tranh giữa hai tộc tiểu tử này thật là kẻ ngu dốt sau đó lão cười gần một tiếng chỉ một chân tiên trung thừa nho nhỏ như ngươi mà cũng dám khẩu súc cuồng ngu như thế lão tổ ta sẽ thay lão tổ đạo thiên tông của ngươi giáo huấn ngươi một trận cũng thuận tiện báo thù cho con mắt mù này. Giọng nói vừa dứt, đà hải yêu tôn không nói nhảm. Nửa, miệng rộng há ra, lập tức phun ra một luồng khí lạnh phô thiên cái địa. Những nơi dòng nước lạnh đi qua, nước biển đóng băng, cá bị đông cứng không thể nhúc nhích, tựa như thời gian dừng lại. Dường như toàn bộ nơi này đều hóa thành băng thiên tuyết địa. Mắt thấy dòng nước lạnh sắp cuốn tới Lý Chu Quân. Lý Chu Quân cũng động, hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp thiên tượng địa vạn trượng hiện lên sau lưng. Chân tiên thất phẩm. Dường như cảm nhận được khí tức lý chu quân bột phát, lão quy trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói. Cùng lúc đó, dưới sự khống chế của lý chu quân, bàn tay khổng lồ của pháp thiên tượng địa xuyên qua dòng nước lạnh, vỗ thẳng vào đầu lão quy. Quanh, lúc cự trưởng pháp thiên tượng địa rơi xuống, đầu lão quy đã nhanh chóng rụt trở về, cự trưởng cũng theo đó rơi vào trên mặt đất đáy biển, trong chốc lát bụi đất bay lên thiên băng địa liệt toàn bộ thế giới dưới biển cũng vào thời khắc này đất trung núi chuyển thiên hôn địa ám chân tiên thất phẩm động thủ đương nhiên sẽ kinh động đến các đại cường giả hải tộc mấy bóng người gần như lập tức lao tới phía trên nơi này lý chu quân ngao vũ nhìn thấy lý chu quân thi triển pháp thiên tượng địa không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn tên gia hỏa này vậy mà giết tới địa bàn của hải tộc từng Quyển hải yêu tôn không thay đổi sắc mặt, liếc nhìn ngao vũ. Ngao vũ này, lần trước còn nói không gặp Lý Chu Quân, nhưng bây giờ liếc mắt đã nhận ra Lý Chu Quân, quả nhiên tên này không thành thật. Thật cuồng vọng, mặc dù là chân tiên thượng thừa, nhưng dám trực tiếp giết tới địa bàn hải tộc chúng ta, có phải hơi quá kiêu ngạo rồi không? Tộc trưởng giao nhân tộc hiếp hai mắt lại nói. Cùng lúc đó, theo Lý Chu Quân động thủ, mặt biển bình tĩnh ngày xưa, giờ phút này lật lên sóng lớn ngập trời. Cường giả trên Thanh Châu đều khiếp sợ vì động tĩnh này. Trong đạo Thiên Tông cũng sôi trào. Là ai động thủ ở địa bàn hải tộc? Thân là Tông Chủ, một thái vũ vô cùng khiếp sợ nói. Cho dù là đạo Thiên Tông, kỳ thực cũng không muốn xung đột chính diện với hải tộc. Bởi vì làm như vậy, người gặp nạn là bách tính Thanh Châu. Mà sinh linh hải tộc lại nhiều hơn nhân tộc rất nhiều. Lúc này, Sắc mặt của Chân Vân Tử trong Thái Thượng Điện cũng thay đổi. Tại Hải vực Thanh Châu có chân tiên thượng thừa động thủ, chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện ra Chu Quân? Phần Sơn Chân Quân lộ vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Ta chạy tới biên cảnh Thanh Châu trước, ngươi nhanh chóng báo cho hai vị chân tiên cửu phẩm khác xuất quan. Nếu Hải tộc dám động một sợi lông của tên tiểu tử kia, lão phu dù chết cũng phải khiến toàn bộ Hải tộc chôn cùng." Chân Vân Tử sắc mặt âm trầm như nước nói: trong lúc nói chuyện lão đã biến mất tại chỗ tại đáy biển hải vực thanh châu lý chu quân thấy một trưởng đánh hụt trên mặt không khỏi bất đắc dĩ nói lúc trước hung hăng càng quấy là ngươi hiện tại người trốn nhanh cũng là ngươi sao là sợ một tu sĩ nhân tộc nho nhỏ như ta hay sao ha ha lão tổ ta sẽ sợ sao khôi hài ngươi cũng không nhìn tình cảnh hiện tại của ngươi đã bị mấy vị chân tiên thượng thừa của hải tộc chúng ta ngăn chặn dù ngươi là chân tiên thất phẩm, chấp cánh cũng khó thoát, đà hải yêu tôn hừ lạnh nói, sau đó hỏi đám người ngao vũ đang ở phía trên, sao, các ngươi còn không động thủ. Định đứng xem kịch hay sao, kết quả đám người ngao vũ nghe vậy, đứng nguyên tại chỗ thờ ơ, thái độ như đang xem kịch vậy. Đà hải yêu tôn thấy thế, trong lòng chợt dâng lên đau thương. Đám người này chỉ sợ là muốn chờ lão tổ ta và tên chu quân này đánh nhau đến lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay vớt chỗ tốt, sau đó thuận tiện luyện chế mai rùa của lão tổ ta thành pháp bảo phòng ngự hải tộc đấu đá lẫn nhau như vậy sớm muộn gì cũng đi về phía diệt vong đà hải yêu tôn bi phẫn vô cùng giận dữ hét lên cùng lúc đó lý chu quân thúc giục pháp thiên tượng địa chuẩn bị tiếp tục ra tay với đà hải yêu tôn đà hải yêu tôn thấy thế càng thêm phẫn nộ vì sao cứ nhìn chằm chằm một mình lão tổ ta đánh ngươi tưởng lão tổ ta dễ bắt nạt thật sao đà hải yêu tôn giận dữ đầu rụt vào trong xác bốn chân rùa không biết đã sừng sững bao lâu cũng bắt đầu di chuyển về phía trước theo thân thể cao lớn của lão di động về phía trước mỗi khi đi một bước toàn bộ đáy biển đều lay động theo lý chu quân hiếp mắt sau một khắc một cự ảnh tựa như thái sơn từ trong vực sâu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt ra đánh thẳng về phía pháp tướng vạn trượng của lý chu quân cự ảnh cực kỳ to lớn không kém pháp thiên tượng địa sau lưng lý chu quân chút nào lý chu quân bày trận địa sẵn sàng đón quân địch khống chế hai tay pháp tướng nâng lên. Quanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai tay pháp thiên tượng địa của Lý Chu Quân, cắt cao chống đỡ mai rùa đà hải yêu tôn rụt đầu, nhưng bản thân cũng lui liên tiếp mấy bước, mỗi một bước đều kéo dài ngàn dặm. Đà hải yêu tôn rụt đầu vào trong xác thế thế, trên mặt rùa nở nụ cười như ý, mở miệng rộng, một thanh phi kiếm bay ra từ trong miệng lão, như sao băng chém thẳng tới bản thể Lý Chu Quân. Thật sự là một lão quy âm hiểm. Lý Chu Quân cảm khái, đồng thời nâng song trưởng nở rộ linh quang chói mắt lên. Tên tiểu tử này, vậy mà muốn dùng song trưởng đón đỡ chân tiên khí thất phẩm của lão tổ ta. Đà Hải yêu tôn thấy thế, trong mắt tràn đầy khó hiểu, dù sao bản thân thanh phi kiếm này là chân tiên khí thất phẩm, còn ngưng tụ pháp lực hùng hậu của bản thân lão ở phía trên. Cho dù cùng là chân tiên thất phẩm, nếu không có thủ đoạn phòng ngự, cũng nên tạm lánh phong mang mới phải. Nhưng tên tiểu tử này vậy mà bất động tại chỗ, lại muốn dùng tay không tiếp phi kiếm nghĩ tới đây trên mặt đà hải yêu tôn lộ ra vẻ dữ tận không ngờ kẻ này cùng vọng như thế vậy thì đi chết đi mấy chân tiên hải tộc quan chiến ở phía trên trên mặt cũng lộ vẻ khó hiểu lý chu quân có một không hai cùng thế hệ trong truyền thuyết lại ngốc nghếch như vậy sao loại chuyện tay không tiếp phi kiếm này cũng đều làm ra được dù sao cho dù bọn hắn đối mặt với phi kiếm của đà hải yêu tôn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn hay là lý chu quân có bản lĩnh cao hơn người khoảnh khắc tiếp theo, bọn hắn đã hiểu. Chỉ thấy Lý Chu Quân hợp lại hai tay nở rộ linh quang. Phi kiếm mà Đà Hải yêu tôn phun ra, liền bị Lý Chu Quân kẹp chặt trong lòng bàn tay, không thể tiến thêm, lúc này mũi kiếm sắc bén chỉ cách khuôn mặt đẹp trai của hắn chưa đầy ba ly. Hít hà, mấy chân tiên hải tộc quan chiến phía trên lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà thật sự tiếp được, trong số chân tiên thất phẩm, người này tuyệt đối thuộc về tư chất đỉnh tim, trong mắt Đà Hải yêu tôn cũng lộ vẻ khó có thể tin, đợi sau khi lão kịp phản ứng lão giận dữ hét lên các ngươi còn định xem trò vui sao người này cường đại như thế nếu các ngươi tiếp tục xem trò vui liền đợi bị đánh tan từng người đi đà hải yêu tôn vừa dứt lời mấy vị chân tiên hải tộc quan chiến phía trên sắc mặt âm tình bất định nhìn nhau vài lần cuối cùng đạt thành nhất trí đó chính là cùng ra tay bắt lấy lý chu quân chết đi ngao vũ gầm lên một tiếng đạp mạnh một chân vào nước biển vô tận gợn sóng dập dần thân hình bay thẳng về phía lý chu quân đồng thời một lông ảnh hiện lên sau lưng gã toàn thân trên dưới của gã cũng bị long lân màu trắng như ngọc bao trùm bá trong chớp mắt ngao vũ xuất hiện ở phía sau lý chu quân nâng một quyền bao trùm vẫy rồng lên đánh thẳng vào lưng lý chu quân tộc trưởng giao nhân tộc theo sát phía sau trong tay xuất hiện một cây tam xoa kích giữa lúc hàng quan nở rộ tay hắn cầm tam xoa kích mang theo uy thế không thể địch nổi đánh thẳng về phía bên trái lý chu quân Phúc Hải yêu tôn không cam lòng yếu thế, sau lưng hiện ra một thân ảnh bạch tuộc khổng lồ, tay phải hóa thành hai xúc tu tựa như cự xà, đánh về phía bên phải Lý Chu Quân. Quyển Hải yêu tôn thấy thế cũng không khách khí, trong một ý niệm, vô số tảo biển tuôn ra từ đáy biển, cuốn quanh hai chân Lý Chu Quân, muốn trói buộc Lý Chu Quân ngay tại chỗ. Đà Hải yêu tôn thấy mấy người ra tay, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mũ đại chân tiên thất phẩm đồng thời ra tay, cho dù Lý Chu Quân này thuộc loại đứng đầu trong thất phẩm, cũng sẽ thập tử vô sinh, tiểu tử, chịu chết đi. Đà Hải yêu tôn cười dữ tợn, pháp lực kinh khủng mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp bao trùm trên phi kiếm bị song trưởng của Lý Chu Quân kẹp lấy, quy thế của phi kiếm vào thời khắc này đột nhiên bạo tăng, Lý Chu Quân thấy thế, cũng không nói gì. Bàn tay kẹp phi kiếm của Đà Hải yêu tôn, dùng phương pháp tứ lạng bạc thiên tân đẩy sang bên cạnh. Phi kiếm lập tức thay đổi phương hướng, đâm thẳng vào hai xúc tu cực lớn mà Đà Hải yêu tôn đánh tới. Đà Hải yêu tôn, Đồ ngu xuẩn. Phúc Hải yêu tôn thấy thế, giận dữ. Đà Hải yêu tôn thấy thế cũng kinh hãi, lực đạo phi kiếm quá lớn, khoảng cách phi kiếm với xúc tu của Phúc Hải yêu tôn lại quá gần, căn bản không kịp thay đổi hướng mũi kiếm, ầm, phi kiếm của Đà Hải yêu tôn lóe lên, hai chiếc xúc tu của Phúc Hải yêu tôn liền bị chặt đứt ngay lập tức. Hai tiếng, bịch, vang lên, hai chiếc xúc tu nặng tựa núi rơi xuống đất khiến đáy biển rung chuyển ba phần a à, phúc hải yêu tôn hết thảm một tiếng sau đó nhanh chóng rút khỏi chiến trường tuy sắc mặt lão tái nhợt nhưng trong chốc lát xúc tu của lão đã mọc dài ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường đồng thời lão âm trầm nhìn đà hải yêu tôn hiện thân trước mặt lão trong lòng ngờ vực lão rùa già này rõ ràng là cố ý liên tiếp hóa giải thế công của hai vị yêu tôn hải tộc lý chu quân cũng không lơi lỏng đưa tay đánh một quyền về phía sau đón nhận nắm đấm ngao vũ đánh tới lực đạo to lớn truyền đến từ trên nắm tay lý chu quân mượn lực đạo này thân hình nhanh chóng lui về phía sau trong chốc lát lui về phía sau ngàn dặm cũng thuận thế tránh khỏi những dây tảo biển của quyển hải yêu tôn đang quấn quanh chân hắn quyển hải yêu tôn thấy thế khóe miệng giật giật tộc trưởng giao nhân tộc cầm tam xoa kích trong tay thấy thế trực tiếp đuổi theo lý chu quân người này liên tiếp ứng đối bốn vị chân tiên thất phẩm pháp lực trong cơ thể tất nhiên không còn thừa bao nhiêu, nhưng tộc trưởng giao nhân tộc đã định trước là phải thất vọng. Chỉ thấy Lý Chu Quân nhếch miệng cười với tộc trưởng giao nhân tộc, chân dẫm mạnh xuống mặt đất, mặt đất dưới đáy biển lập tức trạng nứt. Thân hình Lý Chu Quân cũng tựa như một viên đạn pháo, xông thẳng đến tộc trưởng giao nhân tộc. Quanh, Lý Chu Quân đấm một quyền vào tam xoa kích tộc trưởng giao nhân tộc đâm tới. Chết, vẻ mặt tộc trưởng giao nhân tộc tràn đầy dữ tợn, Dùng sức đẩy tam xoa kích trên tay về phía trước, muốn xuyên thủng nắm đấm của Lý Chu Quân. Nhưng nắm đấm của Lý Chu Quân chỉ bị tam xoa kích vào một chút, chảy ra chút máu mà thôi. Đồng thời, Lý Chu Quân dùng lực lượng không kém gì tộc trưởng Giao Nhân tộc, lấy nắm đấm làm vũ khí, trực tiếp đối banh với tam xoa kích, lực lượng khủng khiếp từ hai người một trước một sau khiến cây tam xoa kích làm từ huyền thiết ngàn năm dưới biển của trưởng tộc Giao Nhân tộc dần công lên. Tộc trưởng Giao Nhân tộc thấy tình huống như vậy, sắc mặt dần từ dữ tợn chuyển thành khó có thể tin. Con mẹ nó, tên này đúng là một vũ khí hình người, nhục thân này, sao lại cường hãn như vậy, cây tam xoa kích của mình dẫu gì cũng là chân tiên khí thất phẩm, rốt cục, lực đạo chịu đựng của tam xoa kích đã đến cực hạn, nhưng lại bởi vì vô cùng cứng cỏi, giống như lò xo, mạnh mẽ văng ra hai bên. Lý Chu Quân và tộc trưởng giao nhân mượn lực đạo này, nhao nhao lùi lại mấy chục bước, tiểu tử này ứng đối một lượt tiến công của chúng ta, tất nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, các vị không cần lưu thủ nữa, hạ gục hắn, bảo vật trên người hắn chia đều là được. Quyển hải yêu tôn thấy thế, bình tĩnh nói với mấy vị chân tiên hải tộc. Lão vương bác, thù đoạn tay, sau trận chiến này tính sau. Phúc hải yêu tôn nghe quyển hải yêu tôn nói vậy, lộ ra sắc mặt âm trầm nhìn đà hải yêu tôn. Đà hải yêu tôn không cam lòng yếu thế nói, kiếm này sao có thể trách lão tổ ta? Là Lý Chu Quân kia sử dụng xảo kình, lão tổ ta biết phải làm sao, hai lão bất tử đừng cãi nhau nữa, đạo lý nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn cũng không hiểu sao. Ngao Vũ lạnh lùng nói. Phúc Hải yêu tôn và Đà Hải yêu tôn nghe vậy, mỗi người hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lý Chu Quân. Lên, Quyển Hải yêu tôn gầm lên một tiếng, ngũ đại chân tiên hải tộc lại xông về phía Lý Chu Quân đại chiến hết sức căng thẳng thế nhưng theo giao chiến bắt đầu trong lòng ngũ đại chân tiên thượng thừa của hải tộc càng thêm khiếp sợ không ngờ thực lực của người này lại cường hãn như vậy sau khi trải qua một vòng tiêu hao lại vẫn có thể lấy một địch năm không rơi vào thế hạ phong mà theo sáu vị chân tiên thất phẩm giao thủ trong biển đã loạn thành một bầy đối với những sinh linh hải tộc kia mà nói hoàn toàn là tai ương diệt thế vô số sinh linh hải tộc chết trong dư uy do mấy người giao chiến vô số đá ngầm cứng rắn trong biển cũng bị dư uy do mấy người giao chiến sinh ra sang thành bình địa. Không thể tiếp tục giao chiến ở chỗ này. Tuy nói sinh linh hải tộc chúng ta nhiều vô số kể, nhưng cũng không chịu nổi dày vò như thế. Tộc trưởng giao nhân tộc truyền âm nói với bốn vị chân tiên hải tộc khác. Ta thấy ngươi là sợ dư uy giao chiến tác động đến tộc địa bàn giao nhân tộc ngươi mà thôi. Ngao Vũ cười nhạo một tiếng. Lời tuy nói như thế, nhưng mấy người ngao vũ phúc hải yêu tôn quyển hải yêu tôn đà hải yêu tôn cũng biết tộc trưởng giao nhân tộc nói không phải không có lý nếu vô số sinh linh hải dương bị chết trong trận đại chiến này khi hắc long tỉnh lại tuyệt đối sẽ lột da bọn hắn nghĩ đến đây mấy vị chân tiên thượng thừa hải tộc nhìn nhau ăn ý muốn chuyển chiến trường lên trên lý chu quân sao có thể không biết suy nghĩ của mấy chân tiên hải tộc liền cố ý kéo mấy người quyển hải yêu tôn tiếp tục đại chiến mấy hiệp dưới đáy biển sau khi xác nhận mấy vạn dặm xung quanh không có sinh linh lý chu quân mới cảm thấy mỹ mãn theo lên trên không dù sao một mình hắn kéo mấy người đại chiến dưới đáy biển không để cho ai thoát ly chiến trường hắn cũng có chút hao tâm tổn sức trên không hải vực năm vị chân tiên thượng thừa hải tộc chiếm cứ năm phương vị bao quanh lý chu quân sau lưng lý chu quân là pháp thiên tượng địa cao vạn trượng băng ngang bầu trời lưng mang nhật nguyệt tinh thần trận chiến dưới đáy biển lúc trước đã sớm được vạn chúng chú mục hiện tại chiến trường chuyển lên trên không hàng tỷ sinh linh thanh châu ngẩng đầu thấy cảnh tượng trên không trung hải vực đều hít vào một hơi thật sâu vị kia hình như là lý thái thượng của đạo thiên tông một mình hắn độc chiến với mấy vị chân tiên thượng thừa của hải tộc mà vẫn có thể không rơi xuống hạ phong thật sự quá kinh khủng vốn tưởng hắn có thể đánh ngang tay với bạch cốt yêu quân chân tiên lục phẩm, đã là cực hạn, không ngờ chúng ta vẫn đã đánh giá thấp vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất đạo thiên tông này, tu sĩ trên thanh châu nhìn bóng dáng mặc áo xanh đứng giữa trời đất, không khỏi cảm khái nói. Cũng may lý thái thượng lòng dạ rộng lớn, không có truy cứu trách nhiệm phan gia chúng ta, nếu không phan gia chúng ta đã thập tử vô sinh. Lão tổ phan gia nhìn bóng dáng áo xanh bể nghệ trên không trung hải vực kia, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vô cùng. Mà Giang Tiêu Bạch nhìn sư Tôn mình một mình độc chiến năm đại chân tiên thượng thừa hải tộc, trong lòng nghi hoặc, sư phụ lão nhân gia là đang chơi đùa với mấy vị chân tiên hải tộc này sao, bằng không mấy vị chân tiên hải tộc thượng thừa này đã sớm thi thể lạnh lẽo rồi. Tại Hạo Hoàng Sơn. Hạo Hoàng nhìn lên bầu trời Thanh Châu, khi thấy Lý Chu Quân khí thế ngút trời, liền mỉm cười lắc đầu, vị Lý tiên sinh này, lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ chân vân tử đã đến hải vực từ lâu giờ phút này cũng đứng lơ lửng giữa hư không nhìn thấy lý chu quân không hề yếu thế trước năm vị chân tiên thất phẩm hải tộc nhẹ nhàng thở ra sau đó cười mắng tên tiểu tử này tu vi chân thật của hắn vậy mà ngay cả lão phu cũng giấu các sơn chủ bế quan trong đạo thiên tông giờ phút này cũng nhao nhao xuất quan chật chật lý sơn chủ này quả nhiên là không lên tiếng thì thôi vừa lên tiếng liền vang động ai nói không phải chứ Chúng ta thật không dám sánh cùng Lý Sơn chủ. Không sai, chúng ta đã kéo thấp thực lực chỉnh thể của cấp Sơn chủ, thật mất mặt, mới vừa xuất quan cũng không biết Lý Chu Quân đã trở thành Thái thượng trưởng lão, chúng Sơn chủ đều cười khổ lắc đầu. Khụ khụ, hiện tại Lý Thái thượng đã không còn là Vân cư Sơn chủ, mà là Thái thượng trưởng lão. Có trưởng lão một mực bận rộn sự vụ tông môn đạo Thiên Tông, mở miệng giải thích. Cái gì? Lý Sơn chủ hiện tại là Thái thượng trưởng lão? Vậy thì không sao, thực lực của sơn chủ kém hơn Thái thượng trưởng lão là chuyện bình thường. Trên mặt đám sơn chủ đạo Thiên Tông rốt cục lộ ra nụ cười thư thái. Lần này không cần lo lắng lão tổ nhà mình sẽ dùng Vân cư sơn chủ để thúc giục họ tu luyện. Nếu bản tọa xuất quan sớm hơn, đám chân tiên hải tộc này tính là cái rắm. Lúc này, Liễu Viêm vừa xuất quan, khinh thường nhìn năm vị chân tiên hải tộc trên không hải vực nói. Ánh mắt chúng sơn chủ chợt rơi vào trên người hắn mà liễu viêm chỉ lạnh nhạt liếc nhìn chúng sơn chủ, sau đó tiếp tục nói, nếu bản tọa xuất quan sớm, tất nhiên sẽ đứng ở một bên, phất cờ trợ uy cho Lý Thái Thượng, dương cao tiên uy mênh mông của đạo thiên tông chúng ta. Các sơn chủ, trên linh tuyết sơn, mộ dung tuyết lo lắng nhìn bóng người mặc áo xanh phong hoa tuyệt đại kia, chỉ hận thực lực của mình thấp kém, ngay cả giúp đỡ cũng không được. Trên vân cư sơn, lỗ thao ngưng, tô nam khiếp sợ nhìn sư tôn nhà mình, nội tâm bành trướng vô cùng trên không hải vực ngao vũ cười nói với lý chu quân được sinh linh thanh châu vạn chúng chú một cảm giác thế nào chắc là không tồi nhỉ nhưng nếu ngươi chết trước mắt bọn họ ta nghĩ sẽ càng thú vị hơn có lẽ vậy lý chu quân gật gật đầu tán đồng nhưng trong lòng thì mong bọn hắn nói nhiều thêm vài câu để hắn lặng lẽ bố trí xong tỏa tiên đại trận nếu không đợi năm vị chân tiên thượng thừa này phát hiện ra không ổn chạy trốn thì nhiệm vụ của hắn làm sao hoàn thành ha ha tên tiểu tử sắp chết rồi có hối hận không lấy thiên phú của ngươi nếu vững vàng tu luyện ở đạo thiên tông ngày sau ta tất không phải đối thủ của ngươi đáng tiếc ngươi tự đại giờ phút này đà hải yêu tôn đã hóa thành một lão đầu một mắt lưng cổng mai rùa cười tủng tỉm hỏi lý chu quân hối hận lý chu quân lắc đầu cười khẽ nói một thân áo xanh vào thâm nguyên chỉ cầu thanh châu an vạn năm lời này của lý chu quân chẳng qua là để kéo dài thời gian mà thôi nhưng lời vừa dứt lại khiến sinh linh thanh châu cảm xúc dâng trào ô ô ô tiểu nữ tử đời này không phải lý thái thượng thì không lấy chồng trên thanh châu không ít nữ tu sĩ nhìn bóng dáng phong hoa tuyệt đại không sợ chết chỉ cầu cho thanh châu thái bình vạn năm mà xúc động khóc ta không bằng lý thái thượng vô số cường giả nhìn bóng người áo xanh kia trong lòng tự nhiên sinh ra cảm xúc kính nể bất luận là thiên phú tu vi tín niệm bọn họ đều không bằng vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất đạo thiên tông này ha ha hay cho câu chỉ cầu thanh châu an vạn năm đáng tiếc ngươi không thấy được quyển hải yêu tôn cười lạnh một tiếng sau đó hô lên với mấy vị chân tiên hải tộc thượng thừa còn nói nhảm cái gì mau bắt tên tiểu tử này lại nếu không vị chân tiên cửu phẩm kia đến người chết sẽ là chúng ta theo giọng nói của quyển hải yêu tôn rơi xuống mấy vị chân tiên thượng thừa hải tộc khác cũng biết lời này không phải không có lý lúc này không còn giữ lại nữa nhao nhao tế ra thần thông mạnh nhất của mình chỉ thấy trong tay ngao vũ xuất hiện một thanh trường thương màu bạc vạn đạo linh khí hội tụ mũi thương chợt ném về phía trước trường thương hóa thành hư ảnh chân long gầm thét thẳng tiếng không lùi phúc hải yêu tôn kết ấn bằng hai tay một chữ thật to ngưng kết trước người, hai tay nặng nề vỗ về phía trước. Chữ, Phúc, này mang theo uy năng to lớn phiên vân Phúc Hải, trấn áp về phía Lý Chu Quân. Ngay sau đó, Quyển Hải Yêu Tôn, Đà Hải Yêu Tôn, tộc trưởng Giao Nhân cũng nhao nhau thi triển ra thần thông kinh khủng. Ngũ Đại Chân Tiên Thất Phẩm cùng nhau ra tay, thiên địa cũng vì đó biến sắc, uy lực bộc phát dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, cũng không khoa trương chút nào hàng tỷ sinh linh thanh châu nhìn trận đại chiến kinh thế này chỉ cảm thấy trái tim như vọt lên tận cổ họng chân vân tử thấy thế vẻ mặt nghiêm trọng nhưng lão cũng không vội vàng ra tay dù sao lý chu quân lúc này thoạt nhìn như không bối rối chút nào mà lão tin tưởng lý chu quân tuyệt đối không phải người lỗ mãn như vậy hắn dám một mình xông vào hải vực nhất định là có sự tự tin của riêng mình tuy nói vậy nhưng chân vân tử đã chuẩn bị kỹ càng nếu có gì không ổn, lão sẽ lập tức ra tay cứu Lý Chu Quân. Cùng lúc đó, Lý Chu Quân đối mặt với năm vị chân tiên thượng thừa, thần thông từ bốn phương tám hướng đánh tới, mái tóc đen tung bay, áo xanh phất phới, trong đôi mắt sáng long lanh tràn đầy ý mỉa mai. Quanh, rốt cục, Lý Chu Quân hành động. Chỉ thấy pháp thiên tượng địa vạn trượng sau lưng hắn như mặt trời chó chang nhô lên cao, nở rộ ra hàng tỷ đạo thần quang, uy thế khủng bố, khiến biển rộng dưới chân dân lên vạn trượng, quanh, khi thần thông mà ngũ đại chân tiên hải tộc thi triển tiếp xúc với pháp thiên tượng địa của lý chu quân thần quang phóng lên trời khí tức tựa như diệt thế từ trên mặt biển khuếch tán ra phạm vi mấy chục vạn dặm mắt thấy sẽ gây ra tai ương cho thanh châu chân vân tử đang chuẩn bị vung tay áo ngăn cản dư uy này lại kinh ngạc phát hiện ra trong hư không ngàn vạn phù văn hội tụ thành xiềng xích màu vàng ống hiện lên trong hư không trực tiếp khóa lại dư uy đánh về phía thanh châu chân vân tử thấy thế thần sắc bất động vỗ vỗ tay áo tên tiểu tử này còn biết tỏa tiên đại trận cuối cùng thần quang tán đi lý chu quân trong bộ áo xanh như cây tùng đứng sừng sững trên không chẳng qua pháp tướng vạn trượng sau lưng hắn giờ phút này lúc sáng lúc tối nguyên nhân của điều này đương nhiên là vì khí tức của năm vị chân tiên thất phẩm hải tộc vào lúc này cũng đang trượt dốc bằng không lý chu quân còn có thể tiếp tục hùng khởi thần thông diệt thế của năm vị chân tiên thất phẩm hải tộc vậy mà bị lý thái thượng đỡ được thực lực của lý thái thượng rốt cuộc là gì không biết nhưng ta biết kể từ lần đầu tiên lý thái thượng ra tay chưa từng thua trận hàng tỷ sinh linh thanh châu lúc này nhìn bóng dáng áo xanh đứng ngạo nghễ trên không trung khuôn mặt đều lộ vẻ tôn sùng đây là thái thượng trưởng lão của đạo thiên tông chúng ta trong đạo thiên tông từ thái thượng tông chủ đến trưởng lão đệ tử lúc này đều lộ ra vẻ tự hào cùng lúc đó chân vân tử nhìn thấy cảnh này trên mặt nở nụ cười nói, tên tiểu tử này, ngươi còn có thể cho lão phu thêm chút kinh hỉ nữa không, vân tử, lão bà này đến có phải dư thừa rồi không, đúng lúc này. Một bà lão tóc hoa râm, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh chân vân tử. Người tới chính là một trong tam đại chân tiên cửu phẩm thái thượng trưởng lão đạo thiên tông, lão sơn chủ linh tuyết sơn, tuyết mổ. Hậu bối vân tư sơn của ta thế nào? chân vân tự lộ vẻ mặt đắc ý cười ha ha nói. Ừm, um, không tồi. Tuyết mổ nhìn bóng dáng oai phong của Lý Chu Quân, mắt đầy tán thưởng gật đầu. Trần lão đầu đâu? Chân vân tự thấy chỉ có tuyết mổ đến, không kìm được hỏi. Tuyết mổ bất đắc dĩ nói, lão già kia sắp đột phá thiên tiên, bây giờ còn đang áp chế cảnh giới của mình. Nhưng cho dù lần này lão ngăn chặn cảnh giới, cùng lắm cũng chỉ ở lại được 10 năm. Nếu lão lại cưỡng ép áp chế cảnh giới, đoán chừng sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa thiên đạo này cũng sẽ đẩy lão vào tiên giới. Trừ phi trong vòng 10 năm lão có thể đạt được thần chức thiên thụ, đồng thời tu đến nửa bước thiên tiên trong thiên nguyên giới mới có thể tiếp tục ở lại thiên nguyên giới. Chân tiên muốn trở thành thiên tiên, cần cảm ngộ một tia lực lượng thiên đạo. Có thể lý giải như thế này, thiên nguyên giới không có cách nào khiến nhiều người trở thành thiên tiên cho nên chỉ có thu được thiên nguyên giới tán thành, đạt được thần chức thiên thụ, mới có cơ hội tiếp xúc thiên đạo của thiên nguyên giới, cảm ngộ thiên đạo của thiên nguyên giới, trở thành nửa bước thiên tiên, thậm chí là thiên tiên. Mà nửa bước thiên tiên là có thể mơ mơ hồ hồ tiếp xúc đến một tia lực lượng thiên đạo, nhưng lại không nắm bắt được, nên vẫn chưa thoát khỏi phạm trù chân tiên. Dù vậy, nửa bước thiên tiên có thể mơ mơ hồ hồ tiếp xúc đến lực lượng thiên đạo, so với chân tiên cửu phẩm bình thường cũng cường đại hơn rất nhiều mà thiên đạo của tiên giới lại không giống vậy thiên đạo của tiên giới cường đại hơn thiên đạo của thiên nguyên giới không biết bao nhiêu lần đương nhiên cũng có thể dung nạp càng nhiều tồn tại thiên tiên không cần điều kiện thần chức thiên thụ này nhưng cho đến tận bây giờ thiên nguyên giới cũng chưa từng sinh ra một vị thiên tiên chân chính cho dù là tồn tại sáng lập đạo thiên tông kia có thể cũng là bởi vì vị tồn tại này trực tiếp phi thăng tiên giới tại chân tiên nhất phẩm không có tâm tư lãng phí thời gian ở hạ giới trần lão đầu này lúc này chân vân tử bất đắc dĩ lắc đầu nói khi ánh mắt lão một lần nữa rơi vào trên người lý chu quân khóe miệng nở hoa mà năm vị chân tiên hải tộc vây quanh lý chu quân lúc này sắc mặt trở nên khó coi vô cùng tên tiểu tử này cường đại hơn xa chúng ta đây thật sự là chân tiên thất phẩm sao nội tâm ngao vũ nổi lên ba đào mãnh liệt nói nhưng khí tức trên thân lý chu quân thật sự là chân tiên thất phẩm không thể nghi ngờ chẳng lẽ hắn đang giả heo ăn thịt hổ nhưng nếu hắn là chân tiên bác phẩm cũng không cần thiết đánh túi bụi với mấy vị chân tiên thất phẩm bọn hắn như vậy trực tiếp tung một quyền giải quyết không được sao trong lúc nhất thời mấy vị chân tiên thất phẩm hải tộc có chút không nắm chắc được tu vi chân thật của lý chu quân mà lý chu quân lúc này lại mở miệng khẽ cười nói Mấy vị chân tiên hải tộc, Lý Mổ không cầu gì khác, chỉ hy vọng mấy vị có thể ký một phần điều ước, đó chính là không được xâm phạm Thanh Châu chúng ta vạn năm. Tiểu tử, ngươi đang nằm mơ sao? Đà Hải yêu tôn hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đánh không lại chúng ta, dựa vào cái gì mà muốn chúng ta ký hiệp ước này, không sai, dựa vào cái gì? Ngao Vũ Tán Đồng gật đầu nói, cùng lắm thì chúng ta quay đầu rời đi, trở lại hải vực, vùng biển rộng lớn đến thiên tiên cũng khó tìm được người. Lý Chu Quân nhếch miệng cười, vậy các ngươi thử một chút, xem có chạy trốn được không, ngay khi Lý Chu Quân vừa dứt lời. Trong hư không phát ra một tiếng nổ vang, lồng giam hình cầu do phù văn hình thành hoàn toàn hiển hiện ra. Mà vị trí không gian của mấy người đã sớm bị xiên xích phù văn chậm rãi chuyển động này khóa lại. Tỏa tiên đại trận Trên mặt mấy vị chân tiên hải tộc, giờ phút này rốt cục lộ ra một tia e ngại. Bọn hắn cũng không phải e ngại tỏa tiên đại trận, mà là e ngại lúc bị tỏa tiên đại trận vây khốn, chân tiên cửu phẩm của Đạo Thiên Tông chạy đến, vậy bọn hắn thật sự sẽ đi đời nhà ma, sao có thể? Rốt cuộc ngươi bày ra tỏa tiên đại trận này từ lúc nào vậy? Trên mặt Ngao Vũ giờ phút này lộ ra vẻ hoảng sợ. Sắc mặt của bốn chân tiên hải tộc khác lúc này cũng không đẹp lắm. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh mặt biển vốn đã trải qua đại chiến còn chưa bình tĩnh lại giờ phút này lại một lần nữa nổi lên sóng gió mãnh liệt mây đen ngưng tụ trên trời dường như có tồn tại cường đại nào đó sắp hiện thế cổ khí tức này là sắc mặt của tuyết mổ trở nên nghiêm trọng không sai hẳn là vị trí tôn hải tộc kia đã thức tỉnh xem ra tu vi của gã đã đạt đến nửa bước thiên tiên trên mặt chân vân tử cũng hiện lên vẻ ngưng trọng vô cùng nói cùng lúc đó mấy đại chân tiên hải tộc cảm nhận được luồng khí tức cực mạnh này sắc mặt vốn hoảng sợ dần chuyển thành vui mừng tiểu tử vị đại nhân hải tộc kia đã thức tỉnh ngươi xong rồi trên mặt ngao vũ lộ ra nụ cười dữ tợn trên mặt bốn chân tiên hải tộc khác lúc này cũng lộ ra biểu cảm sống sót sau tai nạn lúc này quyển hải yêu tôn cảm khái xem ra đại chiến giữa hải tộc và thanh châu có lẽ sẽ diễn ra sớm hơn mấy chục năm ngay khi lão vừa dứt lời. Mặt biển kinh khủng cuồn cuộn càng thêm hung ác, tựa như hung thú thượng cổ bị chọc giận, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, mặt biển tựa như bị đao cắt ra, tách ra hai bên, lộ ra đáy biển sâu vạn trượng. Lý Chu Quân đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn một màn này, trên mặt không có nhiều thay đổi. Ngay sau đó, Lý Chu Quân nhìn thấy một thanh niên tuấn tú mặc áo đen, tóc trắng phơ, bước chân chậm chạp, như đang nhàn nhã dạo bước đi ra từ trong đất bằng lộ ra trên mặt biển. Thanh niên mặc áo đen nhàn nhã bước đi. Nhưng mỗi lần bước ra một bước, phản phất như đều có một loại cảm giác trời sập xuống. Người này là ai? Ký tức thật kinh khủng, ta chỉ liếc nhìn người này một cái đã cảm thấy trái tim ngừng đập, hình như là vị thần hải tộc kia, Hắc Long, chúng sinh Thanh Châu nhìn thanh niên mặc áo đen đột ngột đi ra, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua bóng người mặc áo xanh kia. Không ngờ Hắc Long lại thức tỉnh, hai vị lão tổ đời thứ hai đều không thể làm gì được gã, Lý Thái Thượng có thể là đối thủ của gã sao, lúc này, Đạo Thiên Tông từ cảm giác tự hào về Lý Chu Quân trước đó, biến thành lo lắng. Ta ngủ vạn năm, không ngờ chưa tỉnh lại đã có người ức hiếp hải tộc chúng ta. Thanh niên mặc áo đen kia nhìn Lý Chu Quân đứng trên hư không, cười tủm tỉm nói cảm giác này không giống như đi ra đánh nhau, ngược lại như đang nói chuyện phím. Tôn thần, lúc này, Ngao Vũ và mấy vị chân tiên hải tộc đều tỏ vẻ tôn kính, hành lễ với thanh niên mặc áo đen. Người này là thần linh hải thần, Hắc Long, cùng lúc đó, ánh mắt Hắc Long dừng lại trên người Ngao Vũ, hài lòng gật đầu nói, ngư tu thành Long, cũng không tệ, hải tộc chúng ta coi như có chút khởi sắc. Tôn thần quá khen. Ngao Vũ được khen, trên mặt khó nén vẻ kích động hiện tại gã và hắc long đều là long tộc tương lai hành tẩu ở hải vực ai dám không nể mặt ba phần nhưng lúc này trên mặt lý chu quân lại lộ ra nụ cười thư thái không đến mức bắt nạt hải tộc tối đa cũng chỉ là ép buộc mà thôi đúng rồi ngươi chính là vị trí tôn của toàn bộ hải tộc trong truyền thuyết kia sao tới rất đúng lúc đợi lát nữa cũng ký hiệp ước vạn năm không phạm thanh châu đi ừ Lý Chu Quân vừa nói ra lời này. Chân Vân Tử sửng sốt. Khóe miệng tuyết mổ giật giật, Vân Cư Sơn nhất mạch các ngươi, lúc tuổi còn trẻ đều dũng mãnh như vậy sao? Nhớ kỹ lúc mới vừa trở thành chân tiên, ngươi đã đi tìm chân tiên tam phẩm giao thủ, nếu không phải lão tổ đời thứ hai ra tay, hiện tại ngươi cũng không đứng được ở nơi này. Hiện tại Lý Thái Thượng chân tiên thất phẩm khiêu khích hắc long nữa, bước thiên tiên lại không có chút chục dạ, thật đúng là chỉ có hơn không kém. Chân vân tử, vì sao nghe ý tứ lời này của Lý Thái Thượng, hắn giống như không để hải thần Hắc Long vào mắt, lúc này chúng sinh Thanh Châu đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả bản thân Hắc Long cũng bị lời Lý Chu Quân nói làm cho ngây người tại chỗ. Làm càng, một chân tiên thất phẩm, sao dám phát ngôn bừa bãi với tôn thần. Ngao vũ trực tiếp gầm lên. Lúc này, hai mắt Hắc Long hiếp lại, từng điểm hàng mang bắn ra, ép thẳng đến Lý Chu Quân. Tên tiểu tử này, sao dám như vậy là không cảm thụ được khí tức nửa bước thiên tiên trên người bản tọa sao nghĩ đến đây hắc long nâng một tay lên nắm chặt quanh không trung đột nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn quả tiên đại trận vốn vây khốn bọn người ngao vũ vào thời khắc này vỡ nát hóa thành hàng tỷ đạo phù văn phá toái màu vàng tán lạc trong hư không thật mạnh chúng sinh thanh châu thấy thế sắc mặt đều tái nhật tỏa tiên đại trận có thể vây khốn năm đại chân tiên hải tộc của lý thái thượng lại bị hắc long phá hủy trong lúc đưa tay thực lực của hắc long thật sự quá kinh khủng lý chu quân cũng không cảm thấy quá bất ngờ với chuyện này dù sao tỏa tiên đại trận này là hắn chi năm năm với những chân tiên thất phẩm này vận dụng thực lực chân tiên thất phẩm bố trí ra bị hắc long nửa bước thiên tiên đưa tay phá hủy cũng hợp tình hợp lý hắc long hậu bối đạo thiên tông chúng ta còn chưa tới phi ngươi bắt nạt đúng lúc này một giọng nói của lão giả như sấm nổ vang lên. Ngay sau đó hai bóng người một trái một phải xuất hiện ở hai bên Lý Chu Quân. Hiếp hà, không ngờ nội tình đạo thiên tông hùng hậu như vậy, lại có hai vị chân tiên cửu phẩm tọa trấn. Khó trách đạo thiên tông có thể xưng bá thanh châu vô số năm, chỉ dựa vào nội tình này, thật sự là quá kinh khủng. Hai vị này một là lão vân cư sơn chủ, chân vân tử, còn có lão sơn chủ linh tuyết sơn, tuyết mổ, lúc bạch cốt yêu quân xuất thế, chân vân thái thượng hiện thân xuất thủ ta còn tưởng đạo thiên tông chỉ có một vị chân tiên cửu phẩm tọa trấn không ngờ còn có một vị chân tiên cửu phẩm tuyết mổ này nhỏ cách cục của ta quá nhỏ rồi nhưng hai vị chân tiên cửu phẩm đối mặt với một vị nửa bước thiên tiên thật sự có thể được sao chúng tu sĩ trên thanh châu nghị luận sôi nổi ngao vũ quyển hải phúc hải đà hải tộc trưởng giao nhân tộc năm vị chân tiên thất phẩm giờ phút này trong lòng cảm thấy nghĩ mà sợ may mà con mẹ nó không lên bờ sớm đạo thiên tông này có chân tiên cửu phẩm thì thôi còn là hai vị nếu như hôm nay hắc long không xuất hiện bọn hắn đã vẫn lạc hai vị thái thượng trưởng lão một mình chu quân đã đủ rồi lý chu quân nhìn chân vân tử và tuyết mổ nói như thế tuy chưa từng gặp mặt tuyết mổ nhưng nhìn trang phục và tu vi lý chu quân cũng có thể đoán được hơn phân nửa bà lão này là lão linh tuyết sơn chủ ngươi chắc chắn chứ Chân vân tử sững sờ nói. Trên mặt tuyết mổ cũng giật giật, người trẻ tuổi vân cư sơn đều cùng như vậy sao, đạo thiên tông không hổ là đạo thiên tông, không ngờ sau hai lão gia hỏa đời thứ hai, còn có thể trào ra hai vị chân tiên cửu phẩm. Lúc này hắc Long nhìn chân vân tử và tuyết mổ xuất hiện, khẽ cười một tiếng nói. Nhưng sau đó gã nhìn về phía Lý Chu Quân, sắc mặt lạnh xuống, đạo thiên tông chân tiên cửu phẩm tầng tầng lớp lớp, Rốt cuộc tại sao lại dạy ra một tên tiểu tử trẻ tuổi khinh cuồng như vậy, tuổi trẻ không khinh cuồng, vậy còn gọi là người trẻ tuổi sao?" Lý Chu Quân cười nói. Tuy rằng hiện nay hắn đã 46 tuổi, nhưng so với hàng ngàn hàng vạn tu sĩ mà nói, hắn thật sự là một người trẻ tuổi. Khích Hà nghe khẩu khí của Lý Thái Thượng, dường như hắn không để hắc long vào mắt, chẳng lẽ thực lực của Lý Thái Thượng cũng đã đạt đến nửa bước thiên tiên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lý Thái Thượng hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Chưa tới trăm tuổi đã là chân tiên thất phẩm, như vậy đã rất nghịch thiên, dựa theo lời của ngươi, Lý Thái Thượng có thể đạt tới chân tiên thất phẩm trước trăm tuổi sẽ là kẻ ngu hay sao? Không có lực lượng hắn sẽ cùng như vậy sao? Chúng sinh Thanh Châu nghe lời Lý Chu Quân nói, đều nhao nhao nghị luận, đủ loại suy đoán ùng ùng kéo đến. Tiểu vương bác đảng, ngươi xác định ngươi có nắm chắc. Chân vân tử nhíu mày liếc nhìn Lý Chu Quân, nghiêm túc nói đối mặt với nửa bước thiên tiên sơ ý một chút thôi liền sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu lão sơn chủ yên tâm chu quân tự có chừng mực lý chu quân gật gật đầu cười nói được lão phu tin tưởng ngươi chân vân tử thấy lý chu quân không giống như đang nói đùa chút nào liền đáp ứng vân tử ngươi xác định để một mình tên tiểu tử này đối mặt với hắc long cho dù là hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Hắc Long. Tuyết mổ không yên tâm truyền âm nói với chân vân tử. Hậu bối vân cư sơn, ta tin tưởng. Chân vân tử nghiêm túc nói. Tuyết mổ thấy chân vân tử đã nói vậy, cũng không tiện nói gì nữa. Nhưng thiên phú của Lý Chu Quân cao như thế, đợi lát nữa nếu như phát sinh ngoài ý muốn, cho dù bà ta liều mạng, cũng phải bảo vệ Lý Chu Quân mới được. Cái tên Lý Chu Quân này. Trên linh tuyết sơn, Mộ Dung Tuyết thấy Lý Chu Quân muốn một mình đối kháng Hắc Long, hơn nữa chân vân tử còn đồng ý, nước mắt lập tức muốn rơi xuống. Chỉ có Giang Tiêu Bạch giờ phút này vô cùng tin tưởng Lý Chu Quân. Dù sao hắn cũng tận mắt nhìn thấy, phân thân của sư tôn mình, có thể đánh ngang tài ngang sức với phân thân tiên quân tiên giới. Một nửa bước thiên tiên nho nhỏ, đoán chừng sư phụ đang chơi đùa với đối phương. Cốt lắm, vậy để bản tọa xem thử, tiểu tử cuồng vọng ngươi có thực lực gì lúc này hắc long tức giận nói hả tu hành mấy vạn năm quét ngang vô số cường giả cùng thế hệ và tiền bối đạt đến cảnh giới hải thần thống trị biển cả lại không nghĩ rằng ngủ say vạn năm sau khi đột phá nửa bước thiên tiên quân lâm thiên nguyên giới lại bị một tiểu tử chưa đủ trăm tuổi coi khinh điều này đặt vào ai mà không tức giận khởi hắc long hừ lạnh một tiếng biển rộng hưởng ứng trong chốc lát mấy chục cột nước khí thế như cầu vòng phóng lên cao đâm thẳng vào pháp tướng vạn trượng của Lý Chu Quân. Hít hà, thương sinh Thanh Châu nhìn mấy chục cục nước phóng lên tận trời, chỉ cảm thấy tuyệt vọng phát ra từ nội tâm, một ý niệm của nửa bước thiên tiên, đó là thiên tai khủng bố, quy năng của nửa bước thiên tiên, thật sự quá kinh khủng. Hạo Hoàng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Đổi thành lão ứng phó với mấy chục cục nước này, chỉ sợ trong khoảnh khắc, bản thể sẽ bị xuyên thủng mấy chục lỗ, thương sinh Thanh Châu đang quan chiến, giờ phút này trái tim đã muốn nhảy lên cổ họng. Mà mấy vị chân tiên hải tộc thấy cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động. Tuy bọn hắn chưa từng thấy Hắc Long ra tay mấy lần, nhưng mỗi lần Hắc Long ra tay đều có được quy lực diệt thế, tên tiểu tử này, e là ngay cả một kích này của tôn thần cũng không đỡ nổi. Ngao Vũ cười hắc hắc nói. Không sai. Mấy vị chân tiên thượng thừa như Quyển Hải, Phúc Hải, lúc này hiếm khi đạt thành nhất trí gật đầu nói chân tiên thất phẩm ở trước mấy chục cột nước có được quy năng diệt thế chỉ như kiến hôi lý chu quân có mạnh hơn nữa cũng làm sao có thể đỡ được dù sao lúc trước lý chu quân không giao chiến với bọn hắn pháp thiên tượng địa đã lúc sáng lúc tối loáng thoáng có chút không duy trì được tên tiểu tử này ngươi có làm được không tuyết mổ cao mày nhìn cảnh tượng này không phải hắn đang khoe khoang chứ lấy hiểu biết của ta đối với tiểu tử này hắn không phải người như vậy so với lão phu lúc tuổi còn trẻ ổn trọng hơn rất nhiều chân vân tử nói dù sao lão còn trẻ rất ngông cuồng, lúc đứng tuổi mới bắt đầu chậm rãi thu liễm phong mang, trở thành một lão lục hợp cách. Nhưng Lý Chu Quân lại khác, tên tiểu tử này tuổi còn trẻ đã thu liễm phong mang, cũng tỉ như vốn tưởng Lý Chu Quân chỉ là chân tiên ngũ phẩm, kết quả tên tiểu tử này và Bạch Cốt yêu quân chân tiên lục phẩm đánh không phân cao thấp. Sau đó, khi cho rằng tên tiểu tử này là chân tiên lục phẩm, kết quả quay đầu chạy đi đánh túi bụi với năm vị chân tiên thất phẩm của hải tộc. Rất khó có thể không nghi ngờ, Lý Chu Quân cũng có thể đánh bất phân thắng bại với Hắc Long Tu Vi nửa bước thiên tiên. Dù sao ở độ tuổi này của Lý Chu Quân, bất kể là đối chiến với Bạch Cốt Yêu Quân hay là năm đại chân tiên hải tộc thất phẩm, đều khiến người ta cảm thấy không có khả năng, nhưng tên tiểu tử này lại đều làm được. Có lẽ lần này hắn vẫn có thể làm được. A, à, ngay khi Chân Vân Tử đang suy tư, Lý Chu Quân chợt quát một tiếng, pháp thiên tượng địa vốn lúc sáng lúc tối phía sau lưng, trong phút chốc bộc phát ra hàng tỷ đạo linh quang khí tức giống như đại đế thượng cổ thức tỉnh, từ từ tăng lên, chấn nhiếp Chu Thiên, quanh, pháp thiên tượng địa của Lý Chu Quân đột nhiên giẫm mạnh chân, Chu Thiên rung rẩy, sao trời điên đảo. Trong mắt Thương Sinh Thanh Châu, chân tiên hải tộc, mấy chục cột nước có được uy năng diệt thế, lại bị pháp thiên tượng của Lý Chu Quân giẫm gắt cao dưới chân, không thể tiến thêm, nửa bước thiên tiên, Lý Thái thượng là nửa bước thiên tiên, cảm nhận được uy năng phát ra trên người Lý Chu Quân, Thương Sinh Thanh Châu lập tức sôi trào. Tên tiểu tử này, gương mặt tuyết mổ mổ lộ vẻ giật mình hóa ra vừa rồi mình đã lo lắng quá mức trên mặt chân vân tử nở nụ cười hài lòng nhưng miệng lại mắng tên khốn kiếp này đợi trở về lão phu sẽ dạy dỗ hắn một trận tu vi chân thật ngay cả lão vân cư sơn chủ ta đây cũng giấu ngươi cứ trang bước đi tuyết mổ liếc chân vân tử một cái lão tiểu tử này giờ đã đắc ý rồi nhưng nói đi cũng phải nói lại trong đám hậu bối của mạch mình nếu xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt như lý chu quân bà ta nhất định sẽ lôi toàn bộ thái thượng trưởng lão đang bế quan ra, bày tiệc chúc mừng mấy ngàn năm, tên gia hỏa này, không ngờ lại là nửa bước thiên tiên, mấy vị chân tiên hải tộc ngao vũ, quyển hải lúc trước giao thủ với Lý Chu Quân, giờ phút này đã trợn tròn mắt. Mồ hôi lạnh đã túa ra từ sau lưng bọn hắn. Đặc biệt là đà hải yêu tôn, trên mai rùa của lão đã có từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ phía trên, hải vực Thanh Châu, hai vị nửa bước thiên tiên giao thủ. Trong đạo thiên tông, các vị thái thượng trưởng lão tu vi chân tiên thượng thừa dưới cửu phẩm vốn đang bế quan cũng lần lượt xuất quan. Sau khi biết được từ trong miệng phần sơn chân quân, thanh niên giao thủ với hắc long kia là thái thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất đạo thiên tông, bọn họ sôi nổi cảm khái. Đạo thiên tông chúng ta lại có thể xuất hiện yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, không ủng công đạo thiên tông chúng ta xưng bá thanh châu, chân vân tử quả thực có một hậu bối tốt, cũng không biết sơn chủ nhất mạch ta hiện tại như thế nào. Theo lý thuyết, tuổi của bọn họ còn lớn hơn vị Lý Thái Thượng này, cho dù kém cũng không kém hơn bao nhiêu. Không sai, đến lúc đó đi xem thử. Các vị chân tiên thượng thừa đạo Thiên Tông mới vừa xuất quan đều gật đầu nói. Lúc này, đám sơn chủ đạo Thiên Tông đang cảm thấy rung động vì Lý Chu Quân, bỗng dưng rùng mình một cái. Liễu Viêm liếc nhìn chúng sơn chủ, trong lòng lập tức nở nụ cười hắc hắc. Lão tử đã bị lão sơn chủ phần sơn chân quân nhà mình dạy dỗ một trận, hiện tại Lý Thái Thượng cường hãn như vậy, các ngươi lại rắc rưởi như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị lão sơn chủ của các ngươi cầm roi da thăm hỏi một trận, sao có thể, Hắc Long nhìn Lý Chu Quân dùng đôi chân to lớn của Pháp Thiên Tượng Địa, dẫm mạnh lên thần thông của mình. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo của gã, hiện tại tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hải thần, chí tôn hải tộc, nửa bước thiên tiên, chỉ thế này thôi sao? lúc này lý chu quân cười tủm tỉm nhìn hắc long nói không bằng ký hiệp ước đi người tốt ta tốt mọi người đều tốt thế nào thật sự cho rằng đỡ một kích tiện tay của bản tọa người có thể kiêu ngạo trước bản tọa sao hắc long hừ lạnh nói đương nhiên gã không tin một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm như mình lại ngay cả một tên tiểu tử chưa tới trăm tuổi cũng không ép được tuy hắc long không muốn thừa nhận nhưng khí tức lý chu quân phát ra lúc này hoàn toàn không kém gã chút nào cho nên hắc long cũng không dám sơ suất chỉ thấy pháp lực toàn thân hắc long bộc phát trong chốc lát một cột sáng linh lực màu đen xông thẳng lên trời lực lượng cường đại khiến thiên địa run rẩy rống linh quang tán đi một thân ảnh hắc long to như cự sơn xuất hiện trước mắt mọi người lúc này hắc long đã hiển lộ chân thân đầu rồng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét vang vọng thế gian trong khoảnh khắc linh lực vô cùng vô tận như cơn bão quét ra ánh mắt ngao vũ và mấy chân tiên hải tộc lộ ra vẻ kinh hãi thân hình nhanh chóng chạy trốn ra ngoài vạn dặm. Cho dù bọn hắn là chân tiên thất phẩm, nhưng nếu tới gần cơn lốc linh lực kia, bọn hắn vẫn sẽ bị xoắn nát, nửa bước thiên tiên chỉ là tỏa ra khí tức, liền có thể khiến mấy vị chân tiên thất phẩm hải tộc chạy trối chết. Chuyện này cũng quá kinh khủng, thương sinh Thanh Châu đều không ngoại lệ, đều khiếp sợ trước sự cường đại của Hắc Long. Cho dù là chân vân tử, tuyết mổ, một đám chân tiên thượng thừa đạo thiên tông mới vừa xuất quan, lúc này cũng đều động dung hắc long cường đại vượt xa tưởng tượng của bọn họ chết đôi mắt to lớn của hắc long giống như nhật nguyệt nhìn chằm chằm lý chu quân phát ra âm thanh ẩn chứa uy năng lớn lao nhộn nhạo về phía giữa thiên địa sau một khắc hắc long bay lên trời giãn ra thân rồng vạn trượng mênh mông vô bờ đánh thẳng về phía pháp thiên tượng địa vạn trượng của lý chu quân cần gì chấp mê bất ngộ lý chu quân thở dài Pháp thiên tượng địa sau lưng lại bộc phát ra thần quan chói mắt, tựa như một vị cổ thần đỉnh thiên lập địa. Quanh, Pháp thiên tượng địa nâng lên một nắm tay tựa như cự sơn, một quyền đập tới đầu hắc long. Linh lực bạo ngược vô cùng, tàn sát bừa bãi chu thiên, phát ra một trận thanh âm tựa như thiên băng địa liệt, khí thế không yếu hơn chút nào so với bản thể hắc long. Quanh, khi quyền của Lý Chu Quân va chạm với đầu của hắc long, trong chớp mắt, thiên địa rung rẩy, càng không điên đảo, cùng phong gào thét lần này hai người giao thủ tân sức ngang tài trong mắt hắc long hiện lên vẻ ngoan lệ gào thét một tiếng sau đó quay đầu há to miệng có thể nuốt cả sơn hà trực tiếp cắn tới bả vai pháp thiên tượng địa của lý chu quân nhưng ngay sau đó trong con ngươi to lớn của hắc long lộ ra vẻ khiếp sợ gã không cắn nổi pháp thiên tượng địa của lý chu quân điều này sao có thể lý chu quân nở nụ cười lúc này hắn và hắc long đang chia năm năm Hắc Long sao có thể cắn hắn? Trừ phi Hắc Long đập nồi dìm thuyền, dùng lực mạnh đến mức làm vỡ răng, lấy thương đổi thương mới có thể gây thương tích cho hắn. Nhưng hiển nhiên Hắc Long không biết năng lực này của Lý Chu Quân, chỉ cho rằng Lý Chu Quân rèn luyện pháp thiên tượng địa vô cùng ngưng thực. Nhưng hiển nhiên Hắc Long cũng là một nhân vật hung ác, cả không tin miệng có thể nuốt núi sông của mình, còn không cắn nổi pháp tướng của Lý Chu Quân. Vì vậy Hắc Long dùng sức cắn mạnh, răng rắc đậu xanh ác như vậy. Cảm nhận được bả vai Pháp Thiên Tượng Địa bị cắn nát, Lý Chu Quân không nhịn được thốt một câu thô tục. Pháp Thiên Tượng Địa đưa tay bắn ra thần quan chói mắt, đánh về phía khuôn mặt dữ tợn của Hắc Long. Quanh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt Hắc Long trúng một quyền nặng nề, lập tức ván đầu hoa mắt, nhưng cũng thuận thế trực tiếp xé rách linh lực trên vai Pháp Thiên Tượng Địa của Lý Chu Quân, thân hình lui nhanh ra ngoài. Pháp Thiên Tượng Địa của Lý Thái Thượng lại bị cắn nứt, quả nhiên, lý thái thượng vẫn thua do quá trẻ nhưng cho dù thua lý thái thượng cũng đủ chứng minh sự cường đại của hắn trong trận chiến này dù sao hắn cũng có thể ở độ tuổi trăm tuổi liền giao thủ với hắc long nửa bước thiên tiên thử hỏi trong thiên hạ còn có ai có thể làm được thương sinh thanh châu thấy thế cảm khái nói không đúng các ngươi mau xem miệng của hắc long đột nhiên có người quát lớn chỉ thấy trong miệng hắc long từng dọc máu chân lông nhỏ xuống theo khóe miệng dữ tợn của gã mỗi một giọt máu đều tản ra khí tức khủng bố nặng như thái sơn cho nên đây có thể tính là lưỡng bại câu thương lý thái thượng cũng không thua sao chúng sinh thanh châu lập tức hít vào một hơi thật sâu trên linh tuyết sơn mộ dung tuyết nhìn lý chu quân tái nhật chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng gian tiêu bạch ở biên cảnh thanh châu giờ phút này lộ vẻ mặt sùng bái nhìn lý chu quân không hổ là sư phụ ngay cả diễn kịch cũng diễn thật như vậy tiểu bối ta muốn ngươi chết mà cùng lúc đó Hắc Long bị đánh cho ván đầu hoa mắt sau khi tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, Long thân vạn trượng lại một lần nữa xung phong liều chết về phía Lý Chu Quân. Lý Chu Quân hoàn toàn không sợ, pháp thiên tượng địa dậm chân một cái vào hư không, thiên địa rung động, đồng thời cũng vọt thẳng về phía Hắc Long. Một người một rồng quần chiến với nhau. Linh khí khủng bố bạo ngược, như vô cùng vô tận dũng mãnh lao về bốn phương tám hướng. Lúc này Lý Chu Quân toàn tâm toàn ý giao chiến, không quan tâm dư uy sẽ phá hủy thanh châu nữa bởi vì hắn biết hai người chân vân tử và tuyết mổ sẽ tự ra tay chân vân tử tuyết mổ thấy thế cũng đích xác ra tay ngăn cản dư uy sinh ra do hai vị nửa bước thiên tiên giao thủ ở thanh châu không ngờ thực lực của nửa bước thiên tiên lại cường đại như thế chỉ sợ lúc này hai người chúng ta gia nhập chiến cuộc cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng lúc này chân vân tử cười khổ nói ừ tuyết mổ gật gật đầu tán đồng nói trừ phi trần lão đầu đến ba người bọn họ là chân tiên cửu phẩm lại thêm lý chu quân có thể đánh ngang tay với hắc long mới có khả năng chiến thắng hắc long cũng may mà có chu quân đứng ra nếu không cho dù trần lão đầu xuất quan ba người chúng ta coi như liều cái mạng già này cũng không thể ngăn được hắc long này bao lâu chân vân tử vui mừng nói tuyết mổ bà ta xem như đã hiểu chân vân tử đang biến đổi biện pháp khoe khoang bảo bối của vân cư sơn nhất mạch, Lý Chu Quân. Trong lúc hai vị chân tiên cửu phẩm nói chuyện, chỉ thấy lúc này thân rồng của Hắc Long bị pháp thiên tượng địa của Lý Chu Quân nện máu thịt bay tứ tung, vẫy rồng văng khắp nơi, mà pháp thiên tượng địa của Lý Chu Quân cũng bị Hắc Long cắn xé thủng trăm ngàn lỗ, linh lực phiêu tán. Đây là thực lực chân chính của nửa bước thiên tiên sao, quá kinh khủng, nếu không có hai vị thái thượng trưởng lão đạo thiên tông ở đây, chỉ sợ giờ phút này thanh châu đã bị dư uy do hai vị nửa bước thiên tiên giao chiến sinh ra phá hủy thương sinh thanh châu khiếp sợ nói theo trận chiến giữa lý chu quân và hắc long ngày càng khốc liệt trong lòng hắc long lúc này đã có chút dao động còn tiếp tục đánh như vậy phải đánh bao lâu mới có thể phân ra thắng bại cho nên vẫn là ký hiệp ước mà tên tiểu tử này nói đi tuy không biết vì sao tên tiểu tử này không có thần chức cũng có thể đột phá đến nửa bước thiên tiên nhưng tên tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng ở lại thiên nguyên giới quá lâu dù sao thiên đạo của thiên nguyên giới cũng có lực lượng tương đương tiên quân cho nên chỉ cần tên tiểu tử này ở dưới tình huống không có thần chức đột phá thiên tiên tuyệt đối sẽ bị thiên đạo của thiên nguyên giới cưỡng ép gạt ra ngoài đến lúc đó mình lại bội ước hiệp ước kia là được nghĩ đến đây hắc long và lý chu quân kéo dài khoảng cách toàn thân tỏa ra huyết khí dồi dào đồng thời há miệng rồng to lớn miệng nói tiếng người tiểu tử Tờ hiệp ước kia ở đâu, lấy ra cho ta xem một chút, hít hà, Hắc Long nhận thua rồi sao? Thương Sinh Thanh Châu thấy thế, đều giật. Mình chẳng qua chỉ là một tờ hiệp ước, thật sự có lực ước thúc sao? Nếu Lý Thái Thượng phi thăng tiên giới, Hắc Long có đổi ý không? Cũng có người phát ra nghi vấn. Năm đại chân tiên hải tộc thấy thế, lập tức quay mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Lý Chu cung này, hôm nay thật sự có thể dựa vào sức một mình? Khiến hải tộc từ nay về sau trong một vạn năm đều không thể xâm phạm Thanh Châu sao, mà lúc này Lý Chu Quân nhìn Hắc Long chịu thua, khóe miệng lộ ra nụ cười nói, sớm làm như vậy không phải tốt rồi sao? Đánh đánh vết vết tổn thương hòa khí nhiều cỡ nào? Chờ một chút. Dứt lời, Lý Chu Quân giơ cao tay phải. Sau một khắc, từng luồng thiên uy thiên đạo khủng bố tản ra, hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Là lực lượng thiên đạo, con ngươi của Hắc Long hơi co lại, năm chân tiên hải tộc giờ phút này cũng kinh ngạc tại chỗ đầu óc trống rỗng hai người chân vân tử viết mổ nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương có chút hoang mang lý chu quân có thể rút lấy lực lượng thiên đạo của thiên nguyên giới hóa thành cho mình dùng đây ít nhất cũng là thủ đoạn mà chỉ cường giả tiên quân đỉnh cấp mới có thể làm được nhưng tên tiểu tử này chỉ mới hơn 40 tuổi sao có thể chẳng lẽ hắn là tiên đế chuyển thế nhưng cho dù là tiên đế chuyển thế cũng không biến thái như vậy, hơn nữa tên tiểu tử này, hắn tu luyện tới tiên quân ở hạ giới như thế nào? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.